bị chỉ trích vì đăng ảnh cười bên di ảnh, con gái nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh lên tiếng thanh minh. Bình tĩnh nói cô không vi phạm bất kỳ điều luật nào nên không phải chịu góp ý về việc chụp hình mỉm cười bên di ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh. Một số khán giả cũng đồng ý với luận điểm này. Đã gần 2 tuần trôi qua kể từ khi cố nghệ sĩ Vũ Linh trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Tuy vậy, khán giả vẫn không khỏi tiếc thương cho một người nghệ sĩ tài hoa, sự mất mát của nền nghệ thuật nước nhà. Vừa qua, Bình Tinh, con gái nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh đã chia sẻ hình ảnh người thân trong gia đình hội ngộ để cùng nhau cúng tuần thất thứ hai cho cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy nhiên, một số khán giả cảm thấy khó chịu vì Bình Tinh mỉm cười tươi tắn dù đang đứng cạnh di ảnh trên bàn thờ của cha nuôi. Một số người xem ngay lập tức bày tỏ ý kiến nhắc nhở, chụp hình đám ma đăng lên mạng xã hội là đã không hay rồi mà còn cười như chụp hình đám cưới nữa, cần xem lại. Trước nhiều bình luận trái chiều, Bình Tinh đã ngay lập tức lên tiếng phân trần. Cô thẳng thắn cho biết hành động của bản thân không hề vi phạm bất kỳ điều cấm kỵ nào nên không có gì phải lo sợ. Bình Tinh chia sẻ, dạ vậy theo bạn, gia đình mình phải khóc than, gào thét như thế nào ạ? Sau khi Bình Tinh lên tiếng, một số khán giả cũng đồng tình với quan điểm của cô. Họ cho rằng việc chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội cũng là một cách để tưởng nhớ người thân đã khuất và lưu lại những giây phút ý nghĩa trong cuộc đời. Khán giả cũng kêu gọi nhiều người buông bỏ những suy nghĩ phức tạp, sống đơn giản hơn cho lòng thanh thản, bình yên. Chỉ cần không làm điều gì sai trái, hổ thẹn với lương tâm là được. Trước đó, gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh cũng tiết lộ chuyện tái sử dụng hoa cúng trong tang lễ vì lúc sinh thời, ông Hoàng Cải Lương luôn đề cao lối sống tiết kiệm, giản dị, không hoang phí. Vì thấy số lượng hoa tang vẫn còn tươi mới, gia đình không muốn vứt đi nên đã tận dụng để bày trí trên bàn thờ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Ngoài ra, gia đình cũng tiết lộ ý nguyện muốn làm một tượng sáp của cố nghệ sĩ Vũ Linh nhưng vẫn chưa dám hứa hẹn nhiều. Gia đình hy vọng sẽ đủ duyên để làm, không dám hứa hẹn gì hết nhưng sẽ cố gắng thực hiện. Có thể sẽ không phải là tượng sáp nhưng vẫn sẽ là một bức tượng tạc cậu vì ở Việt Nam làm tượng sáp bảo quản rất khó. Tượng của ca sĩ Phi Nhung không phải tượng sáp mà được làm bằng chất liệu khác, gia đình vẫn đang bàn bạc về còn phải để dành tiền làm mộ cho cậu được chỉnh chu. Ngày 5 tháng 3, cố nghệ sĩ Vũ Linh được thông báo đã từ trần tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều ngày nhập viện vì sức khỏe suy yếu. Tang lễ của ông được tổ chức trang trọng với đông đảo đồng nghiệp, khán giả đến viếng. Sau khi mất, gia đình quyết định chôn cất phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh tại nghĩa trang Hoa Viên, Bình Dương, gần mộ của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.